ta đã khởi động lên cái phần mềm và các bạn nhìn thấy là mình có nè top, front là từ phía trước vào, left, right tùy các bạn muốn nhìn cái mặt nào. Như vậy ở trên này nè, nó cho các bạn đang nhìn nè. Ví dụ như các bạn xoay cái phần này, đó là nó đổi cái mặt cho các bạn. Bạn muốn nhìn mặt nào thì nó sẽ đổi phía trước, phía sau. Đó. Rồi bạn muốn quay lại top, mình nhìn từ trên lại, như vậy mình xoay từng cái mặt để cho nó xem là mình cần nhìn cái gì. Khi mà các bạn nhìn vô mỗi cái mặt như thế này. Rồi cái này là nhìn tổng quan, nhìn phối cảnh. Như vậy nhìn phối cảnh là nó có 3 cái X, Y, Z. Như vậy bình thường chúng ta thấy là X, Y, Z nó nằm ở đâu? Đó là tùy khi mà chúng ta vẽ lên chúng ta sẽ chú ý. Cái đỉnh nó nằm ở phía trong. Phía trong nó hướng ra. Như vậy đỉnh nằm phía trong hướng ra thì chúng ta thấy X, Y, Z ở đây. Rồi trong này chúng ta khi mà khởi động 3D Max thì các bạn sẽ làm một việc đầu tiên là các bạn vô cái phần Customize. Mình sẽ lựa chọn nè, các bạn chọn đơn vị để các bạn làm. Như vậy đơn vị là gì? Là khi mà các bạn làm việc, ví dụ như các bạn gõ vô là dịch chuyển 3. Như vậy 3 đó là 3 gì? 3 mm hay là 3 cm hay là 3 inch hay là 3 gì? Rồi chúng ta phải biết. Rồi chúng ta gõ kích thước là 2 x 3 x 15. Như vậy chúng ta phải biết số 2, số 3 và số 15 đó là cái gì. Như vậy chúng ta sẽ setup vào trong này. Đơn vị thường các bạn sẽ chọn mm giùm cho thầy. Nhớ đơn vị mình xài là mm. Ví dụ mình muốn cho cái chân bàn này đi, cái chân bàn của mình thường nó cao là bao nhiêu? 7. 7 gì? 7 gì? Từ dưới đất lên đây là 7 gì? 7 thước. 7 gì? 7 mét. Mình cao lên bao nhiêu mét? À 70cm hoặc là 7dm. Như vậy thì nếu như mà mình muốn vẽ cái chân bàn này thì độ cao mình nhập vô là bao nhiêu? 700. Đúng rồi, bởi vì đơn vị của mình là mm thì mình nhập vô là 700. Rồi ok, metric bạn cũng cho là đơn vị mm. Đó là cái phần đầu tiên mà chúng ta sẽ quan tâm. Cái thứ hai là trong cái giao diện này chúng ta có thể xài theo từng mặt. Bây giờ thì vẽ trước nha, vẽ trước cho chúng ta thấy. Đây là cái bảng khởi tạo công cụ vẽ, thì chúng ta có rất nhiều công cụ vẽ ở đây. Đó, có rất nhiều công cụ vẽ. Như vậy thì chúng ta lấy cái group đầu tiên, cái nhóm đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một cái box. Box là gì? À, một cái hộp. Hộp như vậy thì chúng ta có thể vẽ rất là nhiều cách. Chúng ta vẽ trên cái phối cảnh hoặc chúng ta vẽ trên từng cái mặt riêng. Bây giờ thầy vẽ trên phối cảnh này cho các bạn dễ thấy. Kéo, giữ chuột, kéo. Như vậy ở đây mình đang mới vẽ một mặt XY thôi, là mình đang mới vẽ một cái hình ở trên mặt phẳng XY. Và khi chúng ta thả chuột ra là chúng ta xác định điểm đầu bên này, điểm cuối ở đây, kích thước bao nhiêu tí mình tính sau. Rồi khi các bạn thả ra thì các bạn sẽ xác định được cái mặt XYZ và chúng ta thả chuột, chúng ta kéo lên trên. Như vậy khi thầy di chuyển, các bạn thấy là nếu như thầy đã vẽ lúc đầu thì cái mặt mà top á là nhìn từ trên xuống là mình thấy nó có biến đổi cái hình chữ nhật, đúng không nào? Đó, biến đổi từ trên xuống là hình chữ nhật. Rồi khi mình thả ra thì hình chữ nhật này nó đã hình thành rồi. Mình kéo chuột lên trên hoặc kéo chuột xuống dưới thì cái mặt top là nó không thay đổi nữa. Bởi vì mình nhìn từ trên xuống thì cái hình chữ nhật của mình nó đã định hình rồi. Và mình sẽ nhìn thấy cái left và cái front là mặt trước và mặt bên nó có thay đổi thôi. Rồi click chuột lần nữa là mình xác định được cái hộp mình đang vẽ. Được chưa? Như vậy vẽ một cái hộp rất là dễ, đúng không nào? Bây giờ mình thử vẽ một cái mặt
mặt bàn đi, mặt bàn của mình, giả sử như các bạn học sinh của mình là bàn này, mình sẽ có chiều ngang 2, 4, 6, 8, 80 và chiều dài này mình cho là 1m2 và độ dày của nó mình cho là 2 phân đi. Như vậy thì nếu như chiều ngang 1m2, chiều dọc 1m2, cái này 1m2 là mình ghi bao nhiêu trong đấy? 4200. Ở đây chiều cao lúc nãy mình đo là 8 tấc, vậy mình ghi bao nhiêu? 800. Và nó có cái độ dày lúc nãy thầy nói là 1 phân, 1 là 10, nếu 1 là 10, còn nếu mà 2 thì chỗ này chúng ta xài là 20. Đó là những con số mà chúng ta sẽ gõ vào. Rồi, như vậy với một cái hộp như thế, khi mà chúng ta vẽ xong cái lệnh post nè, thì bản thân cái lệnh này nó vẫn đang còn, khi các bạn click chuột là nó vẽ tiếp một cái post khác. Như vậy để mà hết cái lệnh này thì các bạn sau khi vẽ các bạn click chuột phải một cái lệnh post nó hết. Được chưa? Như vậy thì sau khi mà chúng ta click chuột thì các bạn chú ý là mình đã vẽ xong, click chuột phải là mình đã vẽ xong. Như vậy bây giờ mình thấy cái hộp này nó lớn, nó không phải là cái mặt bàn chúng ta đang cần. Như vậy chúng ta sẽ thử chỉnh cái mặt bàn á, thì thường cái mặt XY là mặt nào? Nếu mà trong không gian thì chúng ta xem mặt XY là cái mặt đất nằm ngang đúng không? Còn mặt YZ là mặt lên trên hoặc xuống dưới. Z dương là lên trên, Z âm là xuống dưới. Như vậy thì chúng ta sẽ xem thử là cái mặt bàn của chúng ta nó ở đâu. Thì các bạn sẽ chọn vô cái phần Modify giùm cho thầy. Modify. Trong này nó sẽ không dùng XYZ nữa, mà nó dùng là Length Width High. Ha, dài, rộng và cao. Thì cái dài, cái rộng, cái cao là nó tùy thuộc vào cái hình của các bạn nó nằm ở đâu. Nó lúc này nó không thuộc vào XYZ nữa. Mà nhiều khi lúc đầu mình vẽ là XYZ thì nó tương ứng với dài, rộng, cao. Nhưng mà nếu mình cầm xoay cái hình cái thì cái thông số của hình là nó vẫn giữ là dài, rộng, cao. Nhưng mà theo cái hệ quy chiếu thì nó không có giống XYZ ban đầu. Hiểu được chỗ này không? Cho nên chỗ này mình lại không quan tâm đến XYZ, mà mình lại quan tâm là cái mình đang biến đổi là nó biến đổi cái gì. Ví dụ mình thử đi, chỗ này mình muốn cao, mình click vô cao là nó càng cao lên đúng không? Rồi mình click giảm xuống, click giảm xuống là nó giảm. Đó là mình click chuột ở cái dấu mũi tên, hoặc là các bạn click chuột vô và các bạn kéo chuột xuống thì nó sẽ giảm nhanh. Đó, giảm nhanh. Và mình muốn nó lúc nãy là 2 phân thì mình chọn là 20, enter. Ok. Độ rộng của mình lúc nãy mình muốn là 800. Và độ dài là 1200. Đó, cái của mình bây giờ nó khá lớn thì mình zoom lại. Như vậy để mà zoom được thì các bạn sẽ xài chuột giữa. Khi các bạn xài đối với lại 3D Max thì chúng ta xài chuột giữa khá nhiều. Chuột giữa nhiều lắm. Và nếu như các bạn run chuột giữa thì các bạn sẽ zoom, zoom nó lớn nhỏ. À. Rồi các bạn muốn di chuyển cái hình này thì các bạn di chuyển là di chuyển cái góc nhìn thôi. Còn nếu mà mua là khác nữa nha. Ví dụ bây giờ mình nhìn thấy cái hộp ở đây, mình đặt ở góc bàn mà mình di chuyển qua góc bên này, lúc này là mình mua thì di chuyển cái hộp đi. Còn giả sử cái hộp nó nằm đây nhưng mà thầy đứng đây thì nhìn không rõ, thầy di chuyển đi đến đây để thầy nhìn thì lúc này là view. Hai cái di chuyển khác nhau, mặc dù mình vẫn thấy cái hộp này nó rõ hơn trước mặt của mình đúng không nào. Giả sử lúc đầu cái hộp nó ở đây, ở bên trái này, thầy cầm thì di chuyển qua đây,
Rồi, là kết quả là thầy đang thấy một cái hộp rất là rõ, chắc khoảng cỡ 30-40 cm. Ok, bây giờ thầy đứng đây, thầy nhìn thấy nó rõ, thầy di chuyển qua đây. Vậy lúc này thầy thấy nó cũng giống kết quả lúc nãy đúng không? Bởi vì cái view của mình nó cũng giống nhau. Nhưng mà thực chất cái hộp này trên tổng quan cái hình mình vẽ nó có di chuyển không? Không nhé. Vậy hai cái view này là hai cái di chuyển này hoàn toàn khác nhau. Di chuyển view hay là di chuyển là vuông đối tượng trên trên cái bài làm của mình khác nhau. Đó, khi các bạn muốn di chuyển thì các bạn nhấn chuột giữa nhé, nhấn chuột giữa xuống và click kéo. Này là hand, bạn giơ cái bàn tay ra. Bây giờ mình muốn xem cái mặt bàn này, mình muốn xoay để mình xem. Như vậy cái xoay này nó cũng có hai cái điểm xoay. Chú ý nè, xoay này nó cũng có hai cái điểm xoay. Là bạn xoay cái góc view giống như mình di chuyển không vậy? Bây giờ tôi muốn xem cái xe của tôi nó bị hư cái gì đi. Ở phía dưới á thì làm sao? Làm sao? Cúi đầu xuống như sao? Xem từ dưới đất xem lên nhé. Có cầm cái xe mà xoay lại được không? Như vậy mình đang xoay cái view của mình. Còn cái vật nó vẫn đang nằm trên cái nền đất, nó không thay đổi. Được chưa? Còn giả sử thầy muốn xem cái con chuột này ở phía dưới nó có gì? Có bắt con mà phải quay xuống đây dòm không? Như vậy mình không xoay view, mình xoay cả cái vật này đi luôn. Và lúc mình xoay đi thì thực ra cái vật này so với lại cái không gian chung của mình, so với mặt bàn nó khác. Được chưa? Như vậy hai cái đấy mình cũng có hai cái điểm khác nhau. Xoay là xoay để view hay là xoay để xoay đối tượng luôn. Như vậy lúc này nếu như mà thầy chọn ở đây, thầy nhấn antenna, thầy nhấn chuột giữa, ron chuột á, thầy kéo, thì lúc này thầy đang xoay cái view. Các bạn nhìn phía bên này nè, nó xoay theo nè, đó, xoay view. Còn nếu trong trường hợp mà thầy chọn đối tượng nhé, chọn đối tượng và thầy chọn công cụ xoay select and roll, thì lúc này đối tượng chúng ta là cái mặt bàn, nó sẽ xoay theo giống như chúng ta đang xoay công cụ xoay vị trí khác. Rồi, rồi thầy vẽ thêm một cái nữa để các bạn thấy là mình đang xoay. Thầy vẽ thêm một cái nữa là một cái hình box khác. Đấy, mình vẽ cái box khác. Cái này là để tí nữa mình làm cái chân nè. Giả sử thầy xoay cái hình này, chọn xoay. Các bạn thấy khi mà mình bấm vô công cụ xoay, nó lại xuất hiện cái vị trí để cho mình đặt chuột mình xoay. Và lúc này mình không cần chuột giữa, mà mình xài chuột trái. Mình xài chuột trái để mình xoay. Như vậy thì các bạn thấy là mình xoay nó sẽ có nhiều cái cách. Ví dụ mình xoay là mình bấm vô cái đường này, kinh tuyến, vĩ tuyến đó, đường ngang, đường dọc đó. Nếu như mà mình đưa trục đến cái đường nào mà nó nổi lên màu vàng là mình đang xoay với cái trục đó, với cái trục đó. Như vậy ở đây nếu mà thầy đưa trục vô đây, thầy xoay à, vậy thì nó đang xoay quanh trục gì nè? Mình đang xoay quanh trục gì? Thầy đang xoay quanh trục gì đây? Trục Y. Đúng không nào? Trục Y. Các bạn thấy trục Y nó xuất phát từ tâm ở đây ra phía bên này, và mình đang xoay theo trục Y. Nếu như mình cầm cái đường màu đỏ thì mình đang xoay theo trục X. Nếu như mình cầm cái đường màu xanh dưới này thì mình xoay theo trục Z. Đó, X, Y, Z. Rồi, như vậy mình đã có được cái chân bàn. Bây giờ mình sẽ di chuyển cái chân bàn này qua đây. Lúc nãy
thầy nhấn chuột giữa và thầy kéo đi, thì các bạn thấy cả mặt bàn, cả chân bàn đi luôn. Cái này là mình đang di chuyển view. Còn nếu như mình chọn cái chân thôi, mình di chuyển thì mình làm gì? Lúc này ở phía dưới bạn thấy nó xuất hiện cái dấu tham chiếu, và trên này mình đang chọn là select and move. Rồi, lúc nãy đến giờ mình làm, mình thấy là với cái đối tượng của chúng ta, các bạn có thể là chọn zoom nó lại đó, để cho mình thấy được cái đối tượng của mình đang ở đâu. Được chưa? Mình thấy cái đối tượng của mình đang ở đâu. Rồi, với cái mặt này cũng như thế, mình có thể zoom lại. À, khi các bạn thấy mà ở đây nó có lưới nè, nó khó nhìn quá, mình chọn bất kỳ một mặt nào, mình nhấn chữ G, nhấn chữ G, git là cái lưới nó mất đi. Bây giờ mình sẽ di chuyển cái trụ này, bây giờ cái trụ này mình sửa lại để cho nó phù hợp với cái bàn của mình. Ví dụ như trụ thì mình làm nó khoảng cỡ bao nhiêu các bạn? Độ dày của trụ là mấy nhân mấy? Thường nếu mà trụ gỗ đi, mình làm trụ gỗ là khoảng 10 phân không? Khoảng 10 phân, ngang 10 phân. Hả? À, 10 phân vuông. Như vậy thì chỗ này mình sẽ thay đổi cái gì đây? Len width 2, chắc là len đúng không? 10 phân tức là 1 mấy? Phải là 10 không? 100, đúng rồi, 10 phân tức là 100. Giỏi. Rồi, chiều cao của mình khoảng cỡ 75, 750. Ok, chiều cao 750. Chiều cao 750. Rồi, bây giờ khi các bạn di chuyển cái này, bây giờ mình sẽ chú ý nè, mình chú ý khi nào là nó trùng nhé. Bây giờ mình di chuyển thì nó không chính xác, không chính xác, nhưng mà nó sẽ tương đối là nó trùng với cái mặt bàn của mình. Bây giờ nếu mà cái khoảng cách này mình thấy là theo chiều x nè, có phải là nó ở cách xa mặt bàn không? Mình kéo, mình nắm cái mũi tên theo chữ X, mình kéo qua. Rồi, thấy nó nằm nằm tầm tầm rồi đó. Bây giờ theo chiều Y, theo chiều Y, theo chiều này nè, là nó hơi bị nghiêng ra ngoài. Đây, nó bị nghiêng ra ngoài. Đúng không? Cái chân bàn nó ra ngoài nè, mình kéo nó vô, kéo cái chân bàn vô. Như vậy mình sẽ kéo theo chiều Y để cho nó lui lại, được không? Đó, kéo theo chiều Y cho nó lui lại. Nhưng mà với một cái mặt bàn mà mình nhìn bình thường, mình nhìn bình thường giống vậy, nhìn bình thường giống vậy, thì hiện nay là cái chân nó đang nằm ở đâu đây? Đang nằm ở trên mặt bàn. Mình cần làm gì? Chuyển cái chân cho nó xuống dưới, hoặc chuyển mặt bàn lên. Như vậy mình chuyển, mình sẽ theo trục X hay trục Y hay trục Z đây? Z. Mình sẽ kéo trục Z, kéo xuống. Như vậy kéo xuống đến đâu là vừa? Mình có thể nhìn bên này, hoặc mình nhìn bên này, mình nhìn bên phần left hoặc là front. Mình sẽ thấy khi mình kéo xuống, cái phía top của cái hình cái chân so với mặt bàn nó bằng nhau là được. Đó, mình kéo xuống. Ok chưa? Đấy, như vậy là mình đã có được. Rồi, bây giờ mình view lại chỗ cái góc này xem. Đó, được chưa? Được không? Như vậy mình đã vẽ xong một chân bàn.
mình đã vẽ xong một chân bàn. Bây giờ thầy sẽ copy cái chân bàn này ra, copy cái chân bàn này ra thành cái chân khác. Như vậy thì chúng ta sẽ nhấn shift trước nhé. Lúc nãy chúng ta di chuyển là chúng ta lấy chuột vô cái mũi tên chúng ta di chuyển. Bây giờ chúng ta nhấn shift trước, sau đó chúng ta sẽ di chuyển qua. Và các bạn di chuyển qua đến đâu? Đến đây là dừng nè, là cái chân bàn nó ngay cái khoảng mình nhìn ở trên cái màn hình của cái front á. Mình thấy nó di chuyển đến góc kìa. Rồi, thả chuột trước, thả shift sau. Bây giờ nó hỏi gì? Nó hỏi rằng là bạn đang muốn làm gì? Muốn copy. Copy là gì? Là bạn tạo một đối tượng mà đối tượng mới vừa tạo nó không liên quan gì đến đối tượng cũ hết đó. Là chỉ là một cái nhân bản thôi. Còn nếu như bạn chọn cái option ở bên dưới là ví dụ như là instant hoặc là reference, tức là nó sẽ có ảnh hưởng đến đối tượng gốc. Tức là chúng ta thay đổi đối tượng gốc thì đối tượng mới tạo nó cũng thay đổi theo luôn. Thì cái này là tùy nhé. Nếu như chúng ta làm chân bàn thì có thể chúng ta sẽ thay đổi kích thước của cái chân. Lúc đầu chúng ta làm 10 phân nhưng mà sau đó chúng ta thấy dày quá, chúng ta làm 8 phân thôi. Thì có phải là chúng ta muốn thay một chân là bốn chân kia nó thay theo không? Như vậy thì chúng ta phải chọn là có tham chiếu. À, tùy ha, bây giờ mình copy trước, tí nữa các bạn sẽ thử sau. Ok. Như vậy là mình đã có được hai chân bàn. Cái chân thứ hai nó đang khuất ở phía dưới, đúng không nào? Rồi bây giờ mình sẽ copy hai cái chân này ra đi tiếp theo. Như vậy để chọn được hai cái chân thì chúng ta có thể dùng bất kỳ cái cửa sổ view nào để chọn. Bất kỳ cửa sổ view nào, các bạn có thể chọn ngay ở cửa sổ view phối cảnh. Lít chuột kéo, mình kéo từ dưới lên, không chọn được, kéo từ trên xuống, không chọn được. Bây giờ kéo bên này, sao đây? À, chú ý nha, mình kéo làm sao để mình bao hết được hai cái chân, nhưng mà riêng cái mặt bàn là mình không bao, thì nó chọn hai cái chân thôi, còn cái mặt bàn nó không chọn. Được không? Rồi, bây giờ mình sẽ copy tiếp theo chiều y, đúng không nào? Nhấn shift kéo. Đến đâu thì dừng? Nhìn theo left. Và nó đến cái đầu bàn thì dừng. Ok. Như vậy là tương đối chúng ta đã vẽ xong một cái bàn với kích thước thầy yêu cầu lúc nãy là 1m2 x 80 x 20. Bây giờ mình vẽ lại theo cái dạng phối cảnh ở đây để cho chúng ta tí nữa chúng ta sẽ nhìn con số chúng ta vẽ cho nó dễ. Như vậy chỗ này là thầy có là 800, chỗ này là 1200. Và độ dày của nó, độ dày của nó là thầy cho là 20. Và cái chân bàn nó có độ cao lúc nãy là bao nhiêu? Độ cao là 750. Và với một cái chiều như vậy thầy cho là 100. Đấy, bây giờ các bạn sẽ vẽ cái bàn giống như vậy cho thầy. Được chưa nào? Sau khi mà mình vẽ xong, giả sử đối tượng của mình là đã hiệu chỉnh ổn rồi thì mình có thể chọn cả cái bàn này, mình rút nó lại để làm gì? Để khi mình di chuyển cái bàn đi, các bạn sẽ có đối tượng nó di chuyển cùng, tức là mình ghi là cái bàn. Ok. À, cái bàn. Lúc này mình di chuyển đối tượng đi thì nó đi cả chúng ta. Đó là các bạn đang nhìn với cái view là 4 màn hình. Bây giờ các bạn có thể chọn view lại với lại cái màn hình khác, bạn chọn customize, bạn chọn preference,
Sau đấy các bạn chọn vô phần layout. Rồi mình đổi lại, ok, chọn vô đây, chọn vô đây dễ thôi. Bạn chọn dấu cộng nè, bạn chọn là config view. Sau đấy bạn chọn layout. Bạn thấy mình chọn ví dụ một màn hình, một góc nhìn thôi, hai góc nhìn ngang, một góc lớn, một góc nhỏ. Và cái mình đang chọn là gì? Là bốn góc. Đó, ví dụ mình chọn 3 đi. Mình thấy là nó thay đổi nè. 3, 1, 2, 3. Mình chọn 1. Đó, cái mình đang nhìn. Như vậy thì cái thay đổi này mình có thể bạn nhấn, ví dụ bạn đang chọn cái mặt phối cảnh, bạn nhấn antenna W là nó mở full lên cho mình, antenna W là nó nhỏ lại. Ở đây bạn nhấn antenna W nó lớn lên, antenna W nó nhỏ lại. Đó, tùy theo cái mặt mình nhìn mà mình sẽ chọn thì nó sẽ lớn cái mặt đó lên. Đó, thường mình làm thì mình sẽ dùng là bốn cửa sổ, bốn màn hình, mình sẽ dễ nhìn hơn, dễ copy hơn. Khi mình kéo đi mình thấy là nó đến cái biên của cái bàn là mình dừng lại được. Chứ còn nếu như mà các bạn copy mà các bạn chỉ nhìn một cái phối cảnh này thôi nè, thì các bạn từ cái chân bên này mà các bạn copy, các bạn kéo qua bên kia, các bạn không biết dừng đâu hết á. Đấy, cho nên nó tùy theo cái công việc, tùy theo công việc mà các bạn sẽ chọn là cái góc nhìn của mình là góc nào thì nó phù hợp. Như vậy khi các bạn làm quen thì các bạn sẽ dễ làm. Còn cái bài thực hành đầu tiên của các bạn là tí nữa các bạn vẽ lại cái mặt bàn này cho thầy. Tại vì thầy cố tình thầy để hai cái màu của mặt bàn nó khác nhau và chân bàn. Chứ còn nếu không thì chúng ta có thể chọn và chúng ta sửa cái này ra để cho nó thay đổi cái màu. Đó, thay đổi cái màu. Đây màu nè. Mình cho về cùng một màu thôi. Nhưng mà để hai màu thì nó đẹp hơn đúng không? Đó. Để hai màu thì nó đẹp hơn. Cho nên là thôi mình cứ để hai màu. Đó, cái màu này là màu của bàn, màu này là màu của mặt bàn. Lúc nãy mình để màu xanh có vẻ là nó đẹp hơn. Đấy. Như vậy là chúng ta sẽ có được cái bàn của chúng ta. Cái bàn. Cái bàn là bàn G nha, còn cái này cái bàn là không có G nha.